quý anh em đúng không ạ? Trời ơi, ta là công chúa Bích Vân mà. Ôi trời, công chúa Bích Vân kìa. Không có công chúa nào xấu. Chúc quý đây. Rồi chúc đi, người ta tặng cái vòng hoa rồi đó. Hôm nay sinh nhật của quý. Sao mình lại không ngắt chữ của quý nha. Hôm nay sinh nhật của quý. Ừ. Chúc cho của quý. À, ơi quý là của quý. Chúc cho quý. Quý sẽ được của quý. Tử. Ôi là trời. Hết phát triển rồi. Mình chúc anh xuân vào sinh nhật mình thanh dùng một cái hát. Thanh dùng một hát rồi, cũng thanh dùng cái hát rồi. Thôi chị chúc trước đi, chắc xám em cứ chạy trước xám. Hôm nay sinh nhật của Phú Quý. Chúc em sẽ được. Được gì quay anh? Anh vô thưởng đòi mua làm gì đó. Hôm nay sinh nhật của Quý. Phú Quý. Hôm nay sinh nhật của Quý. Chị đây xin tặng cặp tí chị này. Ủa gì mà hát? Trời ơi đẹp mà bị khủng. Quý vị bạn ơi, đàn em đẹp mà bị khủng không hả? Hôm nay sinh nhật Phú Quý. Rồi. Chúc bạn sẽ được mọi chuyện như ý. Dạ. Thầy có nấu về nè. Nè. Rồi mình đi giữ cái này, mình lấy cái hộp đi nha. Rồi, hả? Bắt đầu mình dò số tiếng cái gì bên đây. Vô. Trời ơi, đi khỏe đi. Cái gì ạ? Đi. Sao vậy? Trời ơi. Bữa nay đánh cái nồi đẹp quá hay á. Chạy hết trơn. Người ta thấy người ta làm thì trâu rồi bây giờ. Câu rộng câu gì nó mọc ra. Thì đó. Trời ơi. Vậy mà em muốn cái đâu có lương tâm. Nó đứng nó cười nó ngồi nó cột kiếm ra tao hát cũng chết tao luôn vậy. Cái đó là cái giá của phải trả của hai chục căn nhà sửa má. Tụi tôi đâu có được cái gì trong đó. Ờ bà hát được gì đâu. Ờ. Được gì trong đó nào. Bây giờ nè quý vị nào mà thương tình mua 20 cây nữa là bà hát đây tới cuối mùa bà hát không. Rõ ràng không? Đâu có đâu, đâu mua đâu. Chị My là người có lương tâm. Để sợ mà mua 2 cây, 1 cây lập sữa nữa ăn. Cái gì đi vô hả? Ờ hát cái gì? Đó, chị My có lương tâm nó ghê ha. Dạ, bây giờ bà hát cái từ tôi đó, sao tôi nhảy phụ bà nào. Xin lỗi là nhiều khi em cũng nghĩ gì đó. Để tôi tâm sự. Nhiều khi em cũng sợ mấy đứa mà nó nổi tiếng nó quậy mình. Cho nên mình phải tự trang bị một mình cũng ăn được. Ủa vậy phải không? Rồi, xin mời quý vị bắt đầu dò số tiếp cho mấy đứa nó chịu. Nhảy cậu nhỏ, đứa nào không nhảy, hỏi em luôn cái này. Vô! Với các con số may mắn và 3 năm 3 hợp lệ nha. Và 24.
có 1, 34, có 2, 40, có 3, 6, 5, hợp lệ. Chúc mừng em trai nha. Còn ai mới đoán thứ thường của lời này mình lên 6 nhận thường giúp em ạ. Nếu không xin trao tặng hẳn cho em trai là một cái nào thì sao không có giải quyết ạ. Trong lời tiếp theo xin được là bước phục vụ bà con của bác mình. Chúc mừng quý vị đến Sài Gòn, vực Sài Gòn tân thần. Chào mừng mình quá luôn. Rồi ngay chúng ta đến với tay em ạ. 10 rưỡi không? Dạ tới bóng thăm chúc thưởng nè. Rồi, kính thưa quý vị, và đến bây giờ, đội đang đợi mọi người sẽ mở thăm lần thứ hai. Cho nên quý vị nào mà chưa ấn tượng di chuyển sân khấu giùm em nha. Hả? Sương. Sương ơi. Sương, người ta quay lên, người ta không biết đâu, giỡn đâu Sương. Tao đổi một tiếng thôi mấy má. Rồi. Dạ quay hình nên khổ lắm, người ta không biết mình giỡn hay thiệt quá vậy. Dạ chị My chị hiếu động dữ lắm. Rồi đây là chị hay dữ lắm, em đứng còn không yên cái bả nữa. Nhưng mà lên hình bắt đầu bả cắt lúc cái mình hết. Nhưng như Sài Gòn tinh thần đấy tươi, đúng không? Ừ thôi, hay vậy lắm. Bây giờ kính quý vị, ai chưa có bé mình bỏ ra. À dạ, ai có bé rồi mình bỏ ra, nhưng nhớ là tên và xin hỏi em nha. Rồi quý vị thân mến, rồi dạ đi ạ. Bỏ vô đi quý vị mình thôi. Hả? Dạ quý chị mình ơi, và bây giờ chúng em vẫn đang chờ đợi quý vị mình bỏ những tờ thăm, những tờ phiếu lô tô cũ từ những dòng trước. Chúng ta ghi tên và số điện thoại vào trong hộp lệ đó. Và sau đây chúng em sẽ trộn lên và bàn tay. Hả? Mình nói bình thường được không? Bình thường đó. Bạn gái gì đâu mà ăn bánh tráng trộn. Chị nói chậm chạp lại cho các bạn nghe rõ, hiểu không? Bạn gái đâu mà ăn bánh tráng trộn chính hai cái mép coi miệng kìa. Không? Thôi ghê quá. Quý em chồng này chúng nhiêu chị? Chồng này chúng ta chúng mua chờ thì giá là 300k. Yeah. Và tặng kèm đó là nửa ký lạp xưởng từ cơ sở Bà Lầu. Quý vị ơi, đó. Và chúng ta vẫn còn một lần bốc thăm ở cuối giờ nữa. Và lúc 23h30 với phần thưởng đó là phiếu mua chờ 500k, kèm theo đó là nửa ký lạp xưởng từ Bà Lầu. Và chúng ta đừng quên chương trình ca nhạc ngày mai với dấu ấn của nghệ sĩ Lô Tô Tấn Đạt, với một chương trình ca nhạc hoành tráng nhất đêm trong tuần lễ này của tụi mình nha. Và chương trình ngày mai chị đón xem qua với rất là nhiều nghệ sĩ khách mời vô cùng nổi tiếng của hoành tráng luôn, được đầu tư rất là công phu và kỹ lưỡng, dàn dựng rất là hay quý vị nha. Với chương trình dấu ấn Black Soul Mini của nghệ sĩ Lô Tô Tấn Đạt, chúng ta gặp gần hai lần qua với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, cộng tác cùng với bên cạnh đó là các nghệ sĩ chuông vang, chuông bạc đến từ chuông vàng giọng cổ. Quý vị mình ơi, có chuông đồng nữa. Dạ, yeah, cộng tác cùng với những người bạn, những người anh em thân thiết của Tấn Đạt cũng như là các nghệ sĩ lô tô từ Sài Gòn Tân Thời. Dạ, yeah, chúng em vẫn đang chờ đợi những tập phiếu gì mình bỏ vào thùng thăm chị bên đây. Và chỉ trong 5 phút nữa chúng em xin tổng kết lại nha. Có ai nào không ạ? Vậy 1 phút 30 giây đủ. 1 phút 30 giây thôi ạ. Dạ, bây giờ chỉ còn 1 phút 28 giây. Đó. Dạ, bao lần nữa cho em hỏi còn ai nữa không ạ?